sống của núi rất giả lắm các bạn, trèo cao mạo hiểm, vì cuộc sống mà phải làm thôi. Các bạn xem núi bằng cách nào mà đem xuống hai bờ dừa các bạn. Dính cái mồi này lại. Nó bị kẹt mà dính cái dây ở chảnh này các bạn, không xuống được một hai quầy được. Bỏ một quầy mấy quầy xuống kia mới xuống được các bạn. Rồi rồi dừng dừng chân tao nghỉ mệt.